mình sẽ bỏ nước nóng. Cà phê bột biển này mình sẽ đánh sao cho nó bông lên nha các bạn. Hồi nãy mình lỡ tay mình để hơi nhiều nước chút xíu nha. Hồi nãy mình cũng để thêm một chút xíu cà phê vô rồi để mình quậy cho cha mẹ mình uống nữa. Bây giờ mình cho cà phê bột biển vào. Đây, đây là ly cà phê bột biển đây. Rất là đẹp luôn nha các bạn. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Bây giờ mình sẽ chế nước sôi vào cái ly miếng này rồi ăn luôn. Bây giờ mình sẽ để hai con tôm vào luôn. Để mà chút xíu mình để hai con tôm vào hộp miếng để mà ăn. Có nhiều bạn hỏi bên kênh Anthony thì mình ăn tôm không được, mà bên kênh mình thì ăn tôm được. Tại vì mình uống thuốc ngứa rồi cho nên mình ăn tôm được nha các bạn. Bây giờ tôm đã chín rồi, mình sẽ bỏ miếng vào. Bây giờ mình sẽ bỏ miếng vào đây nha. Bây giờ mình sẽ đổ gia vị vào nồi luôn. Đây, đây chính là thịt này nha các bạn. Tiếp theo là rau củ quả. Ăn nha. Để vô tô. Mời các bạn cùng ăn. Bây giờ mình sẽ ăn. Cái bịch này có rất là nhiều gia vị luôn. Nào là đậu phộng, rồi thịt nữa. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha.
sẽ ăn thử cái lớp ở trên nha. Cái lớp ở trên hơi đắng đắng, béo béo, kiểu như mình đang ăn cục xốp vậy á các bạn, rất là xốp luôn. Buổi trưa của mình là ăn một tô này với một ly cà phê bột biển này chắc no căng bụng luôn. Cho mình một like, share, subscribe cho mình nữa. Hẹn các bạn những video sau. Bye bye.